Dạ. Ta thấy thầy xoay chậm, xoay xong thầy mở ra để mà xoay tiếp. Rồi nãy là dậm dậm dậm. Mày đúng không? Dạ. Rồi, cho nhạc cái dậm dậm. Rồi cái đầu luôn nha thầy, nói cái đầu luôn nha thầy. Chưa nói cái đấy, nói cái dậm dậm nó tại sao nói dậm dậm. Dạ. Tại vì khi nó xoay như vậy. Đến đây á, hắn lại chặt tông phải đặt ở đây rồi. Dạ. Mà nó bật đến đây. Chặt tông nó chưa qua đây này. Nên mình phải giảng là à, phải dồn liền qua. Qua nó lại dậm dậm mà không cần vậy. Còn lúc mình xoay nhanh thì mình mới đặt tay mình tới. Mình chỉ như tập dồn thôi. Đây là dồn nhảy. Mỗi ngày mình phải dồn lại. Xoay có đầu, có cái đầu, bắt cái đầu.